xin chào anh em nhé chào mừng anh em trở lại với kênh crypto channel của mình à thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em cái cách tạo cái địa chỉ ví một số đồng à thì cũng biết rằng là một số anh em gặp rất là nhiều khó khăn trong việc cái tạo cái địa chỉ các cái đồng coi của mình ở trên ví của sàn atlantic set Đúng không? À, hiện tại thì á um, uh, đang uh, test thử một số cái chức năng đặc biệt là chức năng rút tiền à, mà trong khi chúng ta để mà rút được tiền đấy các đồng uh, erob như là abtc này ac và atc ấy, thì các bạn phải có cái phí đó là phí bnb à, thì ở trên giao diện của điện thoại ấy, thì các bạn sẽ um, nhấp vào ba gạch ở trên góc phải này. Đó, các bạn vào cái mục led này. Đúng không ạ? Các bạn vào cái mục led Đó. Ở đây các bạn tùy các bạn có thể là vào tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì tùy. Đó. Tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì chúng ta chỉ cần dịch thôi là được. <laughs> Cuộn lên chúng ta sẽ nhìn thấy chữ BNB này. Đấy nhìn thấy chữ BNB thì chúng ta sẽ đây này BNB này chúng ta sẽ trượt sang trái nhé trượt sang trái này trượt sang trái đó trượt sang trái này đúng nhỉ? nhớ là từ BNB chúng ta trượt sang trái trượt sang trái thì chúng ta sẽ thấy chữ deposit này chúng ta sẽ thấy từ deposit nhấp vào từ deposit Rồi, chờ loát. Đó. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn là BNB Đúng không ạ? Đấy, chữ BNB Đó. Mạng ở đây cũng là gì? À, chúng ta cũng chọn là cái mạng đây là mạng BNB luôn Đúng không ạ? Đừng có chọn Hoặc là bạn nào nếu mà có BNB RC20 Hoặc BNB TRC20 thì chọn Còn như bản thân mình thì Ví dụ như mình sẽ chọn là BNB Mình hay xài cái mạng này À, và sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái à, tạo địa chỉ ở đây nếu mà tiếng anh thì ghi là à, Đúng không ạ nếu là tiếng việt thì đó là tạo địa chỉ lời khuyên này địa chỉ không được phép gửi các tài sản khác ngoài bnb và mọi khoản ký gửi tài sản khác sẽ không được thu hồi địa chỉ này là địa chỉ duy nhất bạn có thể sử dụng một mình và bạn có thể nạp tiền nhiều lần cùng một lúc. Tiền này, mã chủ đề sẽ được tự động gửi sau một trên dây xác nhận mạng. Bạn có thể kiểm tra lịch sử gửi trước đó của mình trong lịch sử gửi tiền. Đó, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ bấm vào chữ Zenith, Generate, Unread này. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cái um, địa chỉ ví BNB này. Mạng được chấp nhận là BEP20, RC20, TRC20. Như vậy chúng ta chú ý này. Ở đây nếu như mà khi chúng ta tạo địa chỉ ấy, tạo địa chỉ BNB ấy thì chúng ta có thấy dấu kiểm tra xem là đằng trước ấy là 0 này, nhân 9. À, nếu có một số bạn khi mà tạo địa chỉ thì nó lại sinh ra là 0 nhân nhân 9 như vậy thì nó không đúng đúng không ạ nó không đúng đâu ở đây chúng ta chỉ có một dấu nhân thôi tức là không nhân chín là ok rồi đấy và sau đó nếu như bạn nào mà muốn gửi ấy muốn gửi thì các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ này bấm vào chữ đã sao chép tức là sao chép nhá à, đây này bấm vào sao chép này đấy nó ghi là đã sao chép đấy đúng không ạ tức là copy đấy này đấy, đấy nha copy Rồi Bây giờ bạn nào mà muốn chuyển cái BNB vào cái này thì copy cái địa chỉ này này Đúng không ạ à, Giới hạn tiền gửi tối thiểu là 0.1 BNB à, Như vậy các bạn phải có ít nhất là 0.1 Đúng không ạ Đây 0.1 sau khi ấy, mà các bạn đã copy cái địa chỉ này chuyển sang cái ví trớt chẳng hạn hoặc là một cái sàn nào đó mà các bạn đang đang giữ cái đồng BNB này này thì các bạn vào cái mục là gì nhỉ? à cái mục là mục mục gửi đấy và cái mục gửi đó hoặc là cái mục chuyển gì đấy đúng không thì các bạn sẽ dán cái địa chỉ này vào dán địa chỉ này vào xong đó các bạn sẽ uh, uh, sử dụng các cái thao tác gửi sử dụng các thao tác gửi đúng không à, ví dụ như bây giờ mình sẽ vào cái uh, cái ví chất của mình đi ví dụ thế ví dụ vào cái ví chất của mình này đúng không ạ vào vi chất của mình này, mình có BNB đi. Đúng không ạ? Đấy. Rồi, có BNB đây. Thì mình sẽ đây vào cái mục BNB này. Đúng không ạ? Mình sẽ nhấp vào cái mục gửi này. Nhấp vào nút gửi xong mình dán vào địa chỉ gửi. Đánh cái địa chỉ vừa đó thì chúng ta nhớ khi mà muốn gửi cái đồng này đồng BNB lên cái sàn Atlantic Set ấy. thì chúng ta phải kiểm tra ba số đầu cho, cho, mình nhé 0 nhân 9 là ok rồi này, này rồi ba số đuôi này là ok quay lại này để chắc ăn thì chúng ta sẽ quay lại đó, chúng ta sẽ quay lại kiểm tra xem nó đang dừng đây đúng rồi đấy chúng ta kiểm tra này kéo sang này kiểm tra này đó ok kiểm tra ba số đầu với ba số số đuôi là ok rồi ba số đầu ba số đuôi là ok rồi xong nó chúng ta nhập số tối thiểu ví dụ như nhập số tối thiểu của mình ở đây là à, ví dụ như nhập 0 chấm không một chẳng hạn như vậy chưa đủ mà tối thiểu nó phải là bao nhiêu? Tối thiểu nó là 0.1. Nha yeah, tối thiểu là 0.1 thì chúng ta mới gửi sang sàn được, tầm khoảng 27 đô ấy. Đấy. Như vậy xong khi mà xong ấy là chúng ta sẽ gì? Nhấp vào chữ tiếp tục này. Nhấp vào chữ tiếp tục đúng không ạ? chữ tiếp tục. À, mà khi mà chúng ta đã gửi, bắt đầu chúng ta gửi sang bên này. Khi chúng ta đã nhấp vào tiếp tục và chúng ta bấm gửi rồi ấy thì quay về cái sàn này. Quay về cái sàn Analytics Set thì chúng ta bấm vào chữ Confirm Deposit nhớ nhớ nhá nhớ nó phải nhấp vào đây nữa thì nó mới về đây nhá đấy xác nhận tiền gửi đấy lưu ý nhé chúng ta không nhấp vào cái này là nó sẽ không về sản Analytics Set đâu đúng không? ạ vậy nó đơn giản thôi đấy rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy ở trong cái ví cái ví của mình này mình đã từng chuyển một số đồng lên đây này ví dụ như mình đã từng chuyển đồng xu này, đây, đúng không ạ? Đây, đồng AC này. Đấy cái đồng AC thì có cái lịch sử tiền gửi này, lịch sử tiền gửi AC đó. Như vậy mình đã gửi Mình đã từng gửi 4 triệu 263 Ngàn đồng này Và 48 ngàn đồng này AC Đúng không ạ Rồi ví dụ như mình gửi cái đồng Floki um, uh, Flocky này Mình gửi đồng Flocky Đây Đúng không ạ uh, mình đã từng gửi cái đồng Flocky ở đây Đúng không ạ Đấy Mình đã gửi cái đồng này vào đây Số tiền Đó 748 ngàn 748 ngàn Floki Đó Rồi Đấy ừ. Và nhớ khi gửi thì chúng ta nhấp vào Quay lại Sau khi chúng ta gửi xong thì chúng ta quay lại cái Vào ví của chúng ta vào sàn Và chúng ta sẽ xác nhận cái tiền gửi là ok Cũng khá là nhanh nhá Khá là nhanh thôi Đấy À, À, còn một số bạn thấy là có một cái chức năng rút tiền ở cái đồng abtc này đồng abtc là rút này à. thì hiện tại nếu như mà bạn nào mà rút thì nó đã hiện số phí đúng không? phí rút là 100 bnb lần như vậy mục đích ở đây là À, theo mình nghĩ thì sẽ có những cái thay đổi sẽ có những cái 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 thay đổi sau này thì các bạn chờ thông báo à, cái việc rút tiền này thì chờ thông báo nhưng mà mục đích của sàn mà đưa ra 100 bnb này là để hạn chế cái việc rút tiền ra đúng không hạn chế cái việc rút tiền ra và hiện nay cũng chưa có thông báo cụ thể cho nên anh em đừng có rút anh em đừng rút mình hôm bữa mình có thử rút này mình có thử rút nhưng mà lệnh này nó bị treo Đấy, nó bị treo đây mình có thử rút một bnb à, xin lỗi một abtc này đúng không ạ ấy và nó ghi là chưa giải quyết đó, trạng thái nó là chưa giải quyết à vậy mình treo nên, nên chúng ta mình chỉ rút thử thôi à, mình rút thử thôi à, và cái trạng thái của nó nó bị treo nên chúng ta chưa rút chờ thông báo nhé và nếu mà có những cái thông tin mới mình sẽ cập nhật cho các bạn ở trên cái kênh của mình đó à, à, video của mình đến đây là kết thúc nếu anh em này thấy video hay thì có thể chia sẻ cho nhiều người biết đồng thời là đăng ký Kênh và nhấn vào like ạ để ủng hộ kênh của mình để mình tiếp tục ra những cái video tiếp theo rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình xin tạm biệt